Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều tình huống, từ những bàn thắng đẹp gất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có những video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe channel của chúng mình. Xin chào! Bầy quỷ đỏ bị hạ dễ dàng trong lần chạm trán Barcelona ở Champions League. Xin chào các bạn, những trận đối đầu giữa bầy Manchester United và Barcelona luôn được nhiều người mong đợi. Trong lịch sử, hai đội bóng đã không ít lần chạm trán ở sân chơi lớn nhất châu lục, Champions League. Trong số đó thì MU đã trở thành bại tướng dưới tay gã khổng lồ xứ Catalan. Nhưng có lẽ đây mới là lần bầy quỷ đỏ thành Manchester bị hạ dễ dàng nhất khi mà chạm trán với Barca ở cúp C1 châu Âu. Khi mà đội bóng nước Anh để cao đội hình lên, ngay từ khi mà tiếng còi khai cuộc nhằm không cho Barcelona chút cơ hội cầm bóng nào. Thực vậy, họ bắt đầu áp sát ngay từ vòng cấm của đại diện Tây Ban Nha. Rene và Chicharito gây sức ép lên Piqué và Mascherano. Giggs và Carrick đã áp sát Xavi Hernandez và Andres Iniesta để không cho bộ đôi tài hoa này có cơ hội xoay người lại. Ở bên cánh thì Antonio Valencia và Park Ji-sung đã tích cực dâng cao kèm hai hậu vệ biên của Barca cần mẫn trong giai đoạn không bóng, bộ tứ Rene, Chicharito, Valencia và Park còn là bệ phóng cho những đợt phản công nhanh của United với tốc độ và sức mạnh của mình. Trong thời gian 10 phút này thì Barca bị tắc bóng 7 lần, truyền hỏng 12 lần. Nhưng đó là tất cả những gì mà bầy quỷ đỏ có thể thực hiện tại sân vận động Wembley. 80 phút còn lại của trận đấu chính là sân khấu trình diễn của các cầu thủ Barca. Sau thời gian đầu hứng khởi thì United lùi đội hình lại về phía sân nhà nhưng vẫn cố đẩy lên khá cao, áp sát Barca khi mà bóng tới sân nhà của mình. Tuy nhiên, với một đội hình vốn dĩ được tổ chức không tốt, cộng với lại một cặp tiền vệ già nua và phải đối mặt với một đối thủ có khả năng di chuyển tuyệt vời, thì việc những khoảng trống lộ ra trong cách bài binh bố trận của United không có gì là khó hiểu. Thay cho huấn luyện viên Sir Alex Ferguson ngay lập tức phải trả giá cho điều đó. Ở phút thứ 27 thì Bedo đã ghi bàn mở tỷ số cho gã khổng lồ xứ Catalan nhờ vào đường chuyền dọn cỗ của Xavi. Chỉ sau đó ít phút thì Wayne Rooney đã tìm lại được hy vọng cho quỷ đỏ thành Manchester nhờ một cú sút đầy uy lực. Nhưng đây cũng chỉ là bàn thắng danh dự cho MU trước khi tiếp đón những đợt tấn công liên tiếp từ Barcelona.
Bàn thắng thứ hai cho Barca là một ví dụ khác về việc United đã tổ chức hàng phòng ngự không tốt như thế nào. Messi đã ở vào một vị trí vô cùng trống trải để nhận bóng. Trong khi đó, Quick lại đứng ở một nơi không thể nào hỗ trợ hàng phòng ngự cũng như giúp ngăn chặn M10. Bộ tứ vệ của MU thì lại đứng quá thấp. Kết quả là siêu sao của Barca chỉ cần đi bóng vài nhịp rồi dứt điểm ghi bàn một cách dễ dàng. Nếu mà xử lý trau chuốt hơn, thì Messi thậm chí đã có thêm một bàn thắng cho mình trong trận này. Mặc dù Ferguson đã có những thay đổi trên sân là Louis Nani và Paul Scholes, tuy nhiên như vậy vẫn là chưa đủ để giảm hưng phấn của đoàn quân ông huấn luyện viên Pep Guardiola. Bàn thắng thứ 3 của gã khổng lồ xứ Catalan vào lưới quỷ đỏ được lập công bởi David Villa ở phút thứ 69. Sau bàn thắng này thì trận đấu coi như là kết thúc với tỷ số 3-1, mặc dù trọng tài vẫn chưa thổi hiệu còi. Vì đơn giản, Barcelona đã sẵn sàng để kết thúc trận đấu và MU thì không có đủ khả năng để xoay chuyển tình thế trước một đối thủ hơn hẳn về mọi mặt. Nhìn lại trận đấu mà bầy quỷ đỏ bị hạ dễ dàng bởi Barcelona trong cuộc chạm trán ở C1, chúng ta có thể tiếc nuối cho United, có thể tiếc nuối cho bóng đá Anh cũng như cho Sir Alex Ferguson. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là Barca hoàn toàn xứng đáng giành cúp bạc Champions League năm đó. Còn bạn thì thế nào? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách để lại comment phía bên dưới. Nếu mà các bạn yêu thích video lần này thì đừng quên like, share và subscribe cho kênh Mr. Zero để có thể đón xem những video mới nhất từ chúng tôi.